Nơi con dốc dẫn ra cánh đồng cỏ voi ở xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Em Phạm Thị Thương, tân sinh viên trường Đại học Ngoại thương, đang cùng mẹ tất tả ngược xuôi trên cánh đồng cỏ voi, vác từng bó cỏ về cho chú bò, cũng là gia sản duy nhất của hai mẹ con. Ngày Thương còn chưa dứt sữa, mẹ ruột của em đột ngột qua đời sau cơn đau tim. Một năm sau, bố em cũng ra đi vì tai nạn giao thông. Thương trở thành đứa trẻ mồ côi, với ký ức duy nhất còn sót lại là bức di ảnh của ba mẹ đặt trên bàn thờ. Thương đứa trẻ bơ vơ giữa đời, suốt 18 năm qua, bà Hoàng Thị Hoa đã hy sinh hạnh phúc riêng, dồn hết tình yêu thương chăm lo cho cháu gái, với mong mỏi phần nào giúp đứa trẻ ấy vơi bớt nỗi bi thương. Ngày ngày lam lũ trên ruộng đồng mà vẫn chẳng đủ ăn. Hễ trái gió trở trời là tấm lưng còng càng đau nhức, nên bà Hoa chẳng thể làm được những công việc nặng nhọc như ngày trước. Trong căn nhà cấp 4 vừa đủ che nắng che mưa, hai mẹ con Thương chăm thêm con bò và đôi ba chú gà con để trang trải cho cuộc mưu sinh. Ngày nhận tin Thương đỗ trường đại học top đầu ở Hà Nội, hai mẹ con vừa mừng lại vừa lo. Giờ biết lấy tiền đâu để học? Chặng đường 4 năm dài phía trước với những chi phí học tập, sinh hoạt ở thủ đô là gánh nặng quá lớn đối với hai mẹ con. Vì vậy, Thương vô cùng biết ơn khi được các thầy cô giới thiệu đến với quỹ học bổng, được tiếp cận nguồn hỗ trợ từ tấm lòng của các nhà hảo tâm để san sẻ bớt phần nào khó khăn cho chặng đường dài sắp tới. Cô gái nhỏ đầy nghị lực cũng đã vạch sẵn hướng đi cho bản thân với kế hoạch kiếm thêm việc làm, nhận làm gia sư để có tiền đóng học, trang trải sinh hoạt phí. Bước qua tuổi 18, Thương tự hứa với lòng sẽ nỗ lực hết sức để tự lo cho mình, đỡ đần gánh nặng cho mẹ nuôi. Động lực chính của em đó là vì gia đình em, vì ông và mẹ em cũng như là mọi người đã cố gắng nuôi em suốt khoảng thời gian qua. Em muốn, đầu tiên là em muốn có thể được đền đáp công lao mà mọi người đã dành cho em. Hai là em muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau này thì gia đình có một gia đình đầy đủ và no ấm hơn, không phải chịu những cái tủi nhục như trước đây em đã từng trải qua, như là những cái thiếu thốn về mặt vật chất hay là về mặt tinh thần. Em muốn cuộc sống của em nó hạnh phúc hơn. Thì mọi người thường nói là kiểu con đường học tập thì sẽ là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để có thể đạt được những cái mong muốn đấy. Nên là bây giờ em chỉ biết tập trung vào việc học tập, cũng như là sau này kiếm một công việc làm ổn định, có thể trang trải cũng như là thực hiện những mong muốn, những ước mong của mình.